xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Hoa Kỳ cho biết Israel chuẩn bị tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ lớn ở Lebanon. Cơ quan giám sát cạnh tranh và bảo vệ người tiêu thụ Úc ACCC sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ 30 triệu đô la để trấn áp các hoạt động định giá siêu thị. Trong quần vợt, tay vợt xếp hạng cao nhất Janik Sinner bất chấp cáo buộc sử dụng doping để vào bán kết. Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quân đội Israel đã bắt đầu các cuộc xâm lược nhỏ vào lãnh thổ Lebanon để nghiên cứu địa hình. Quân đội Israel cũng được cho là sắp tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ lớn để tìm kiếm các mục tiêu của Hezbollah và có thể bắt đầu các cuộc xâm lược này sớm nhất vào hôm nay. Lực lượng quốc phòng Israel đã phong tỏa một số thị trấn ở cực bắc Israel và biến khu vực này thành một khu vực quân sự khép kín. Trong khi đó, quân đội Lebanon đã rút lui 5 cây số về phía bắc so với vị trí của họ trên biên giới ở phía nam đất nước. Quân đội Lebanon nói với hãng thông tấn AFP rằng quân đội của họ tái bố trí lại vị trí ở biên giới. Chuyển qua tin khác, quân chỉ huy của Hezbollah, Nam Qasem, đã tuyên thệ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel của nhóm này, mặc dù đã mất đi rất nhiều lãnh đạo cấp cao bao gồm cả tổng thư ký Hassan Nasrallah. Đây là lần đầu tiên mà một nhân vật cấp cao của Hezbollah xuất hiện trước công chúng, kể từ sau cuộc không kích của Israel giết chết Narasla và nhiều chỉ huy chủ chốt. Trong 10 ngày qua, các cuộc không kích của Israel đã giết chết Nasrallah và ít nhất 6 chỉ huy cấp cao và quan chức của ông, tại hàng nghìn mục tiêu phiến quân trên khắp Lebanon. Bộ Y tế báo cáo hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Lebanon trong hai tuần qua, nhiều người phải di dời ở cả hai bên biên giới. Quay trở về Úc, cơ quan giám sát người tiêu thụ Úc sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ 30 triệu đô la để trấn áp các hành vi định giá của các siêu thị và các nhà bán lẻ. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông muốn cảnh báo các siêu thị khổng lồ về các hành vi của họ. Ông tuyên bố Số tiền bổ sung sẽ giúp Ủy ban Giám sát Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu thụ Úc (ACCC) hoàn thành thêm các cuộc điều tra và thực thi luật. Việc này diễn ra sau khi ACCC tuyên bố vào tuần trước rằng sẽ có hành động pháp lý chống lại Coles và Woolworth vì cáo buộc lừa dối khách hàng bằng các chương trình giảm giá. Cathay Airways đã thông báo rằng họ có kế hoạch mua 25% cổ phần của Virgin Australia từ chủ sở hữu hiện tại của hãng là Ben Capital. Thỏa thuận này vẫn phải tuân theo sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Nhưng Virgin sẽ ra mắt các chuyến bay đến Doha từ Brisbane, Melbourne, Perth và Sydney, đồng thời mở các chuyến bay kết nối mới đến các điểm ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Công ty cho biết các dịch vụ được đề xuất sẽ bắt đầu vào giữa năm 2025, cho phép Virgin Australia đánh giá giá trị và khả năng tồn tại lâu dài của các chuyến bay bằng máy bay thân rộng, đồng thời mang đến cho người Úc sự cạnh tranh lớn hơn trong nước về nhu cầu đi lại của hành khách. Trong khi đó, số liệu mới cho thấy giá nhà trung bình của Úc vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. Dữ liệu của CoreLogic cho thấy giá nhà toàn quốc tăng 0,4% vào tháng 9, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà trung bình toàn quốc hiện là hơn 807.000 đô la. Melbourne, Canberra và Hobart ghi nhận mức giảm trong 3 tháng qua. Trong khi giá trị nhà ở Perth tăng 4,7% trong cùng kỳ. Các ứng dụng hẹn hò có 6 tháng để tuân thủ quy tắc ứng xử hẹn hò được thiết kế để làm cho các ứng dụng mai mối này an toàn hơn. Tinder, Hinge và các nền tảng hẹn hò trực tuyến khác sẽ phải hành động để chống lại những người dùng nguy hiểm, chuyển khiếu nại đến cảnh sát theo quy tắc tự nguyện của ngành trên toàn quốc. Điều này xảy ra khi một nghiên cứu phát hiện rằng 3 phần 4 số người sử dụng ứng dụng hẹn hò trong khoảng thời gian 5 năm là nạn nhân của bạo lực tình dục. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay ngày 1 tháng 10 và có thể trở thành bắt buộc sau 2 năm. Các dịch vụ ứng phó hỏa hoạn trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ đang trong tình trạng báo động sau khi ban hành cảnh báo công khai để người dân chuẩn bị cho một mùa cháy rừng khắc nghiệt sắp tới. Thông báo này được đưa ra khi Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales cho biết Mùa cháy rừng chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10. Các nhà chức trách đang kêu gọi người dân và cộng đồng chuẩn bị nhà cửa và lập kế hoạch hành động ứng phó cháy rừng. Chuyến qua tin thể thao, tay vật xếp hạng cao nhất là Janik Singer, bất chấp tranh cãi xung quanh vụ kiện doping của mình, để cùng với Carlos Alcaraz và Daniel Vieck vào bán kết của giải quần vợt mở rộng Trung Quốc. Janik Sinner đã lọt vào vòng bán kết của giải quần vợt mở rộng Trung Quốc sau khi đánh bại Jiri Leheka với tỷ số 6-2-7-6-8-6. Chuyến qua tên Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ nhằm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện. Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Mông Cổ Kuresuk. Tổng thống Mông Cổ khẳng định đây là chuyến thăm lịch sử góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.